Các bạn có bao giờ gặp những cái trường hợp mà cái miệng cá nó mở ra nó không đóng lại được không, hay là cá nó bị méo miệng á? Thì mình hay gọi vui thì cá nó bị bệnh tai biến. Thật ra thì đây không phải là một căn bệnh mà là do tai nạn khiến cho miệng cá nó không đóng lại được, và điều này đã làm ảnh hưởng rất là nhiều đến thẩm mỹ của cá. Nguyên nhân thì có rất là nhiều nguyên nhân, mình sẽ liệt kê ra những cái nguyên nhân chính ha. Cũng có thể là lúc mà giai đoạn cá hồi còn cá con á, thì cái miệng cá còn mềm, thì chúng ta đã vô tình cho ăn thức ăn đông lạnh mà không có rã đông kỹ, đã khiến cho cái miệng cá nó bị teo cơ và phá hủy mô cơ. Và cũng có thể là lúc đó mình cho cá ăn những loại thức ăn cứng nè, hoặc là to hơn miệng của cá và gây lệch hàm và vỡ cơ. Ở đây mình nói một tí xíu ha, thì cũng bởi vì cái lý do mà cho cá ăn cái thức ăn cứng á, nó sẽ làm hại tới cái cơ miệng của cá, nên là khi mình ngâm thức ăn với nước hoặc là mình ngâm thức ăn với một cái loại ơ em khác, ơ em trái cây hoặc là ơ em tỏi chẳng hạn, thì sẽ khiến cho thức ăn nó mềm hơn và nó sẽ to hơn. Lúc đó thì cá nó sẽ đớp từ 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 từ, nó giống như một miếng bông vậy, nó sẽ không làm cho miệng cá bị tổn thương. Và cũng có trường hợp là trong hồ cá thì mình để đá cuội vào để mà trang trí á, thì cái trường hợp mà cá nó hút cái đá cuội á, thì cái hòn đá đó nó to hơn một tí xíu so với miệng của cá và nó sẽ hút vào. Như vậy thì nó sẽ khiến cho cái miệng cá bị biến dạng, bị tổn thương. Cũng có một cái xác suất rất là nhiều là do bị dị tật bẩm sinh. Và cuối cùng nữa là do những cái yếu tố bên ngoài gây chấn thương, gây biến dạng, là do cái miệng cá nó bị gọi là khi mà cái thiết bị lọc á, cái ống mà thổi nó quá mạnh đi, thì cái cá nó sẽ đớp, và khi như vậy thì cái luồng khí nó chống lại á, nó sẽ khiến cho cái miệng cá bị biến dạng. Thì đó là những cái nguyên nhân chính mình có thể chia sẻ được khiến cho cái việc mà cái miệng cá bị tổn thương. Cái triệu chứng á, thì rất là dễ nhìn thấy luôn. Ví dụ như mình sẽ thấy cằm nó bị lệch nè, rồi gân của cái miệng cá bị đứt, kiểu giống như là gân nó bị đứt nên là miệng nó không đóng lại được. Còn đối với cái trường hợp mà bẩm sinh á, cũng có khả năng là cá bị bẩm sinh thì cái miệng cá nó sẽ bị cong luôn. Trong cái trường hợp đó là những cái trường hợp mà khuyết tật bẩm sinh, có nghĩa là lúc cá con, từ lúc mà cá lúc mới sinh ra cho đến khi nó được khoảng nhỏ nhỏ khoảng một ngón, mà chưa tới một ngón á, thì đột nhiên nó lại phát sinh cái bệnh đó. Còn do tác động từ yếu tố bên ngoài á, thì là bên phải hoặc là bên trái của miệng hoặc là cả hai bên nó sẽ bị lõm vào, khiến cho miệng cá lúc nào cũng rơi vào tình trạng gọi là mở một nửa đóng một nửa mở, hoặc là kiểu đóng hờ hờ chứ nó không có đóng khép lại. Cách chữa trị thì hiện nay á, là không có một cái phương pháp chữa trị nào bằng thuốc cả. Mình xin khẳng định luôn là không có một cái phương pháp điều trị bằng thuốc nào khiến cho cái miệng cá nó sẽ đóng lại. Đối với trường hợp mà teo cơ, mô bị tiêu hủy, hoặc cằm bị lệch, hoặc cả trường hợp bẩm sinh đó, thì gọi là cái xác suất để mà chữa khỏi nó rất là thấp. Còn đối với những cái nguyên nhân mà do yếu tố bên ngoài á, gọi là do bị cái ống thổi oxy thổi quá mạnh, thì nếu mà trong trường hợp đó thì ngay lúc đó nếu mà mình phát hiện liền á, ở cái giai đoạn mà xương nó không bị vỡ, thì mình có thể chữa bằng cách là dùng cây tăm, và mình sẽ bóp dần dần cho cái chỗ lõm của nó quay về cái vị trí cũ. Cũng có những cái trường hợp mà có chỗ giãn ra thì nó sẽ khó để mà quay về cái trạng thái ban đầu, nhưng mà cũng có những cái trường hợp là cái vết lõm đó là từ ban đầu. Nói chung là nếu mà chúng ta phát hiện sớm á, những cái nguyên nhân yếu tố bên ngoài gây ra mà chúng ta phát hiện sớm á, thì mình có thể dùng là cây tăm để mình nắn 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 từ từ cái khu vực miệng của nó để trở về trạng thái ban đầu. Có những cái điểm hết sức là chú ý các bạn cần phải lưu ý để mà chú cá của mình không rơi vào trường hợp đó. Thứ nhất á, đó là cá con từ mới sinh ra cho tới là khoảng một ngón á, hoặc một ngón hơn á, hoặc là mới được 1 tuổi á, thì bạn nhất định phải cho, nếu mà bạn có cho ăn thức ăn đông lạnh á, thì bạn phải cho thức ăn là được rã đông hoàn toàn, đừng có gọi là mình đừng có chủ quan mà để vô cái chưa có rã đông lắm mà mình để vô cho cá, mình nghĩ rằng để thức ăn
chưa có rã đông lắm bỏ vào nước á, thì nó sẽ từ từ tan tan đá ra thì cá nó có thể mấp mấp được. Thì không phải như vậy, các bạn phải để cho cái thức ăn đông nó được rã đông hoàn toàn luôn thì hãy để vào hồ cá cho cá ăn. Cái thứ hai nữa là thức ăn bạn để vào nhất định phải nhỏ hơn miệng của cá. Như mình đã chia sẻ là nếu mà trường hợp cái hạt của nó to hoặc hạt của nó cứng á, ví dụ như trường hợp bên mình là cám micro hoặc là cám GFP thì mình đều khuyến khích khách nên ngâm với nước hoặc là ngâm với lại ơ em trái cây hoặc ơ em tỏi. Như vậy thì có thể thúc đẩy được tiêu hóa, và khi ngâm như vậy á, thì cái hạt cám nó sẽ mềm rất là nhiều, nó giống như một cái hạt bông vậy nhưng mà nó không có rã ra, nó vẫn có một cái độ dai. Thì khi như vậy á là cá nó có thể đớp đớp được hoặc là nó nhấp từng miếng thì rất là tiện cho cá. Với lại là khi mà mình ngâm với lại ơ em tỏi hoặc là ơ em trái cây á, nó một có một cái mùi vị kích thích cá ăn được rất là nhiều. Với trường hợp mà sỏi với đá cụi á, là khi bạn để vào trong hồ là bạn phải để một cái loại đá hoặc là loại sỏi thật là to luôn để cá nó không có hút vào miệng được. Ngược lại nếu mà để cá có kích thước nhỏ hơn miệng á thì khi mà cá ăn vào rất là nguy hiểm và là điều kiện cho vi khuẩn phát sinh, hoặc là dạng cái kích thước của nó kiểu mà to to hơn cái miệng cá một tí xíu nó có thể hút vào thì cũng là một nguyên nhân khiến cho miệng cá bị biến dạng, nên là các bạn phải hết sức chú ý điều này. À, bởi vì cũng có những cái yếu tố từ bên ngoài gây cho miệng cá bị thương, nên là trong trường hợp mà các bạn chữa bằng cách là dùng cây tăm hoặc là ép cái độ cong lõm nó thành bình thường á, thì lúc này các bạn khi mà các bạn bắt cá bằng tay á thì các bạn phải nhất định là làm mát bàn tay bằng nhiệt độ nước rồi sau đó mới bắt cá. Cái quy định đối với cái bên chỗ nuôi cá của Đam Mê Cá Vàng đó là bất cứ một cái bạn nào đến thăm cá hoặc là những cái bạn nào chăm sóc cá thì trước khi các bạn bắt cá lên đó, các bạn phải ngâm tay ở trong nước khoảng chừng 10 đến 15 giây để cho cái nhiệt độ cái bàn tay của bạn nó được lạnh bằng với cái nhiệt độ của nước thì mình mới có thể bắt cá được. Bởi vì khi mà chúng ta bắt cá trực tiếp bằng cái nhiệt độ của người á, thì sẽ gây cho cá bỏng, ảnh hưởng đến niêm mạc và niêm mạc có thể yếu đi. Ok, vậy là hôm nay mình đã chia sẻ xong với các bạn những cái vấn đề và câu chuyện về việc mà cá bị cong miệng và cá không thể nào mà đóng miệng lại được. Có rất là nhiều bạn bị cái vấn đề này nhưng mà mình không biết được là cái nguyên nhân của nó do đâu. Thì đối với video này á, mình chỉ muốn nhấn mạnh vào cái nguyên nhân và cái biện pháp để chúng ta phòng tránh cho cá bị những cái trường hợp như vậy. Bởi vì mình cũng đã chia sẻ là một khi cá bị bệnh này thì rất là khó để chữa trị. Hy vọng rằng video này có thể kết với các bạn nha. Các bạn đừng quên là đăng ký kênh Đam Mê Cá Vàng, theo dõi tụi mình qua các kênh TikTok, Facebook, và các bạn có thể mua hàng ủng hộ Đam Mê Cá Vàng nha. Cảm ơn các bạn đã xem cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.